Rồi, đầu video á, thì Bảo đến với buổi trưa giá rẻ thì Bảo test sản phẩm cưa xích pin thương hiệu Kento hàng nội địa nha. Giá trưa ngày hôm nay nó rẻ lắm anh chị ạ. Xài chân pin phổ thông. Đó, cắt cây như cổ tay là cây tưa trước đi nha. Mình cắt nó cũng khá là nhẹ nhàng thôi đối với con máy này. Quá trời ngọt luôn nha. Trời ơi, nhẹ nhàng cực kỳ luôn. Cái này thì độ an toàn cực kỳ cao. Bên trên thì sẽ có là gác te, phía dưới có đờ nha. Mình qua cây lớn hơn như là bắp tay này xem. Cây khô nha. Cây khô thì hầu như cắt nó cứng hơn. Nhưng mà con này cắt cũng nhẹ nhàng lắm. Trời ơi, quá nhẹ nhàng, quá ngọt luôn quý anh chị ạ. Đó, làm lắc cuối nha, cắt sắt, cây to lớn mà mũi cắt rất là đẹp, ngọt ơ à. Đó, khá là đơn giản. Rồi bây giờ Bảo sẽ vào giới thiệu sản phẩm này nó có những gì đi kèm mà nó cắt ngọt quá trời ngọt nha. Chào anh chị, thì vừa nãy Bảo cùng demo cho anh chị sản phẩm máy cưa xích Kento nha, hàng nội địa Trung Quốc. Một con máy khá là khỏe, nếu mà anh chị ở nhà hoặc là đi làm này, tỉa cây cảnh thích vô rừng, mình có thể là xách đi luôn. Cây nào mà cảnh đường thì mình phang hết luôn. Đó, thì một con máy này nó giá nó đang rất là tốt nha, từ 850.000 hàng nội địa Trung Quốc. Trưa ngày hôm nay thì Bảo làm chương trình này á, chỉ còn 650.000, nó khá là rẻ nha. Mà được một cái á, là anh chị được xài chân pin phổ thông, chân pin mờ. Rồi lúc mà anh chị mua thì con hồi nãy bảo test đây nó hơi dơ, thì anh chị nào á mua mới thì nó sẽ có một hộp đựng này xịn sò nha, hộp đựng đi kèm để mà thiết kế. Đó, chưa gắn lam xích vào đâu. Cái này á thì anh chị mua về thì nó sẽ có đầy đủ lam với xích luôn. Bên trong thì sẽ có là túc vít nè, khóa mờ, một tiếp dầu, tiếp mở á, để anh chị tra mà mở hoặc là nhớt gì cũng được nha. Đó, chân pin phổ thông, hai quả pin 5 cell 21V, có thương hiệu mà vạch đầy đủ ở trên pin nha. Sạc là sạc adapter gin, nhưng mà giá quá rẻ anh chị à. Đó, thì Bảo sẽ vào giới thiệu máy một tí xíu nha. Cái này, cái lam là Bảo gắn cái này rồi, Bảo lấy thùng mới nha, thùng khác đi. Đó, lam với là xích ở đây nguyên này. Thép là thép cao cấp, xích này với là lam tầm khoảng là 4 in mấy thôi nha. Mình cắt được cây bằng cổ tay. Cổ tay mà tay to này nó khác với là cổ này. Này là bắp tay cắt được luôn nha. Hồi này bảo test cây cũng to lớn à. Rồi mình qua thiết kế máy này rất là hay. Nếu mà anh chị muốn hoạt động con máy này thì nó an toàn cực kỳ là tuyệt đối luôn. Mình bóp không được này. Đó, gặp tình trạng như là có con nhỏ, con nít người ta bấm thấy máy tay chân là nó làm một cái là đứt tay. Nhưng mà anh chị phải đè cái nút này vào, hoạt động êm cực kỳ. Lúc mà chưa gắn xích vào rất là êm. Rồi phía dưới nó sẽ có một cái bảo vệ, lúc mà lỡ anh chị cắt đứt xích, xích nó quật ra đây. Nếu không có cái này rất là nguy hiểm, quật trúng tay, đứt tay. Thì cái này á, là anh chị không cần tháo ra nha, để dày xài. Rồi Bảo sẽ đọc về phần thông số nha. Máy này á là lam 4 in này. Đó, đường xích là nó là nhà máy tại China. Còn vòng tua của máy thì để Bảo nhìn xem. À, cái này nó không tính vòng tua, nó tính 5m trên giây thôi anh chị à. Cái tốc độ quay xích là 5m trên 1 giây nha. Tức là nó quay này á là 5m trên 1 giây. Rồi thiết kế thì đẹp, có đèn chiếu sáng phía trước này để anh chị ban đêm còn thấy đường mà cắt. Thì với một con giá với một con máy cưa xích lam 4 in này, cắt cây như cổ tay, cổ chân, mình lấy cái này đang có chương trình giá rất là rẻ. Chân pin phổ thông, hai pin một sạc đi làm lâm tặc trong rừng, hoặc là mình có thể là đi soi chim ban đêm, cắn cái cây hoặc là cái gì mình cắt luôn cũng được. Đó, thì anh chị nào quan tâm mình xài
một sản phẩm cắt pin tiện lợi, nhỏ gọn, sắc đi, chơi đâu cũng được, bỏ trong cốp xe cũng được, thì mình liên hệ cửa hàng Bảo ngay. Vì số lượng Bảo làm buổi trưa nó cũng khá là ít nha. Bảo sẽ cập nhật con máy này lên Shopee, thì anh chị nào thích mua cửa hàng cũng được, hoặc là mình bấm vào link Shopee mình mua luôn. Giá cực kỳ tốt, có 650 thôi, cắt được mọi loại cây to nhỏ, tầm 4 inch là thoải mái. Thì liên hệ giúp Bảo qua 3 số điện thoại trên màn hình. Rồi bây giờ thì Bảo xin kết thúc video buổi trưa giá rẻ tại đây.